Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em. Lâu lắm rồi mình mới gọi là on the mic ở trong KOF98. Và lần on the mic lần này là sẽ là những series về dự đoán những trận đấu căng thẳng mà diễn ra trong vòng đâu đó tầm khoảng 7 ngày. Và trận đấu đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện rồi. Đây là trận đấu vào lúc 10 giờ sáng và nó sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ anh em nhá. Còn 1 tiếng 44 phút nữa thôi là chúng ta sẽ phải kết thúc trận đấu này rồi. Kèo đấu đầu tiên theo mình đánh giá là như thế nào nhỉ? Nó khá là căng thẳng. Một bên các bạn có thể nhìn thấy một bên đỏ với lực chiến là 7.039.626, trong khi bên tay trái các bạn là đội xanh với đội hình full vệ với 9 triệu lực chiến. Đội hình đỏ thì là full đả với 7 triệu lực chiến. Một bên thì đánh trước lực chiến thấp hơn, một bên thì đánh sau lực chiến cao hơn. Một bên thì full công, một bên thì full thủ. Kèo này nó sẽ như thế nào đây thật sự với các bạn? Nó khá là căng, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái gì nhỉ? Hãy nhìn vào cái tỷ lệ uy lực. Về lực chiến thì chênh nhau một chút, về sao chắc là như nhau. Nó như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Phân tích một chút qua nào. Thứ nhất, bên phía tay phải, tay trái các bạn, đội hình đỏ có 5 con nộ đầu. Đó là Iori, Choi, Robert, Clark và Chit Xanh. Nhưng không biết là cái chế độ này nó có smack không anh em nhỉ? Hay là tuyệt kỹ bình thường nhỉ? Hình như là smack thì phải. Mình chả nhớ là nó smack hay là tuyệt kỹ bình thường, nhưng mà thôi để sau cái kèo này chúng ta sẽ biết thôi. Hình như là smack ấy. Hình như chắc cốt là smack đấy các bạn. Chúng ta sẽ có 5 tuyệt kỹ đầu tiên. Nếu mà 5 tuyệt kỹ đầu tiên này mà giết được 1 đến 2 con ở bên tem xanh thì gần như là Kyo sẽ hồi nộ và sẽ tung ra được tuyệt kỹ thứ 6. Và trong chế độ smack thì tuyệt kỹ của Kyo nó sẽ có thiêu hồn anh em nhé. Tuyệt kỹ Kyo nó sẽ có thiêu hồn, nó khóa nộ lại. Rất là bàn căng. Theo đúng như kiểu là gì nhở, tương sinh ngũ hành ở trong cái tựa game này, đó là vệ kỹ đả thì là đả khắc vệ, vệ khắc kỹ và kỹ khắc đả. Có nghĩa là rất là nhiều. Nếu mà theo chuẩn, theo nguyên tắc ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là kèo này bên đỏ sẽ có cửa ăn nhiều hơn so với bên xanh. Nếu về so về cái mặt gọi là gì nhở, so về cái mặt gọi là cái lý thuyết thôi nhá. Theo mình nghĩ đơn giản nó là về cái lý thuyết thì bên đỏ sẽ có tỷ lệ thắng đâu đó tầm khoảng 70%. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế đúng không? Nếu mà các bạn nhìn vào thực tế bên phía đội xanh ở chế độ smack này thì chắc chắn là Trang sẽ có hồi sinh, Mari sẽ có gì nhở? Ở tuyệt kỹ hoa hồng dại, smack của Mari sẽ có hồi máu khi mà dưới 3% máu. Billy có tăng thủ, Billy có tăng máu này, undercut thì có tăng thủ, tăng máu và tăng sát thương khi mà gì nhở, về máu yếu này và sát thương theo hiện nam dọc rút dao ra thì cực kỳ khó chịu. Kasumi thì các bạn sẽ nhìn thấy là sẽ có giảm nộ vô cùng gắt đúng không? Bên phía bên này lại còn có cả ra siêu thổ nữa, nhưng mà hình như để slot thế này các bạn nhìn thấy là 1 2 4 5 6, nó sẽ tương ứng với 3 vị trí là 1 2 3 4 5 6 mà mình hay nói với các bạn đấy. Có nghĩa là nếu như tem đỏ sẽ là Robert đầu tiên này, sau đó đến Clark, sau đó đến Chit Xanh, thì bên này là Trang này, Mari này, Billy hàng sau này, Kasumi hàng sau và gia thổ hàng sau. Đục nổi không các bạn nhở? Bên phía bên kia thì có Choi có giảm hồi máu thì khắc được Mari một tí này, bên này có Robert thì lại tăng công nữ thì lại không có con nữ nào, có cờ lắc gây thêm sát thương vào kỹ thì bên kia lại toàn vệ. Rất khó chịu nhờ, căng đấy các bạn nhờ. Nếu mà bên này nhá các bạn nhá, bên đỏ mà hốc được, mà không hốc được Mari lúc đầu ấy, khả năng cao là bên đỏ không ăn được đâu. Lý thuyết theo mình nghĩ là bên đỏ sẽ thắng 70%, nhưng mà thực hành thì mình nghĩ là bên xanh sẽ ăn. Ok, vậy là theo như suy đoán và phân tích của mình thì mình sẽ chốt con mẹ về bên xanh này đi anh em, chốt bên xanh nhá. Còn anh em theo kèo hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi đến 12 giờ sẽ biết bên nào ăn nhá. Về lý thuyết rồi đấy, thưa các bạn, giữa lý thuyết và thực hành nó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Bên đỏ sẽ chiếm hơn được một, bên đỏ sẽ có lợi thế về đánh trước, lợi thế về nộ. Bên xanh sẽ có lợi thế về uy lực, bên xanh sẽ có lợi thế về lực chiến, có lợi thế về độ trâu bò. Bên đỏ sẽ có lợi thế về công sát thương đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là bên xanh vẫn ăn. Theo tôi nghĩ là trò này bên xanh vẫn ăn anh em ạ. All in xanh đi. Và đây sell số đông. Nhưng mà nó lại đang bị một cái như thế này. Cái cờ bạc này anh em nhìn thấy số đông thì hay chết đúng không? Kiểu mẹ đánh kiểu tài xỉu, nhà cái thường cân kèo và nó sẽ cân kèo yếu hơn. Các bạn nhìn thấy ở đây đang có 11.926 người chọn cho bên đỏ, trong khi bên xanh lên đến tận 13.000.
Và họ đang nhìn thấy là như thế nào nhỉ? Ok, thôi tôi vẫn chốt chọn xanh nha anh em nhá. Kèo này tôi chọn xanh. Ok, chọn xanh rồi. Nào, rồi chốt kèo nhá anh em nhá. Đặt nặng tất tay luôn như vậy đúng không mẹ? Đặt 20 vạn tệ tất tay dành cho bên xanh và chúng ta hãy cùng chờ đợi kèo này nó kết thúc vào lúc 12 giờ như thế nào để lên kèo tiếp theo nhá. Bye bye anh em.